Cái sửng này là bự quá trời luôn. Bao nhiêu ký bột vậy chứ? Cái này cũng cỡ 6 tấc á. 6 tấc. 6 tấc là bao nhiêu ký bột mình làm được cái sửng này? Không nhớ nổi à. Tính lon không à? À, tính lon. Nông lon không à? Ồ, là ngộ quá ta. Những tiếng rao quen thuộc. Hi, xin chào mọi người, Gia Vũ và Mèo rất vui được chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với PM Food Travel. Và sau đây thì trước khi vô món ăn là tiết mục văn nghệ gọi lô tô theo phong cách món ăn. Lẳng lặng mà nghe tôi kêu món gì đây, mình ăn cái món cài, món gì đây. Ê, chọt giùm coi, chọt giùm coi. Ê, tao kêu chọt mày đá tao. Chọt ý nhột nhột ăn bánh bột người Hoa. Bữa nay mình sẽ ăn bánh bột của người Hoa ở khu vực quận 6 đúng không ta? Quận này quận 6, quận 11 ta? Quận 11, quận 11, quận 11, quận 11. Địa chỉ để thưởng thức món này là địa chỉ là số hẻm 242 Hàn Hải Nguyên. Nói là hẻm 242 Hàn Hải Nguyên nhưng cái đường ở đây là cái đường xóm đất. Dễ đi nhất là mọi người cứ tới 3 tháng 2 gặp Minh Phụng quẹo phải, gặp xóm đất quẹo vô đi khoảng một chút xíu là chúng ta sẽ thấy được xe bánh bột này bán từ 12 giờ trưa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua tìm hiểu món bánh bột này xem nó có cái sự tương đồng gì so với cái món bánh đúc của người Việt mình không hay nha mọi người và các bạn. Trước khi xem tiếp mọi người nhớ like cũng như là nhấn nút subscribe để ủng hộ PM Food Travel nha. Cái gì? Nhột nhột ăn bánh. Thấy là nguyên một cái mâm bánh luôn kìa, hành phi ở trên rồi bầm dày ở là dày luôn. Ở đây mình thấy là có ăn hình như có rau nữa nè, giá, xà lách, tí tô. Như rau này được luộc rồi. Rau quế rồi đấy. Dạ. Dạ. Ui, hủ đậu phộng. Nhìn hủ đậu phộng này thấy ngon rồi nè. Dạ ơi, xong rồi. Dạ. Chào Ché. Ché ơi, xin phép hỏi Ché tên gì hả? Tên Lan. Dạ, Ché Lan. Mình bán ở đây bao lâu rồi Ché? Ở đây cô bán không á là hình như là 20 mấy năm rồi phải. 20 mấy năm ngay ở đây luôn. Không, cũng chạy vòng ở đâu đây, ở đây bên đây, chạy qua đây chạy bên. Dạ. Nhưng là bây giờ là cố định ở đây là coi như là mình như là 12 giờ trưa là Ché bán đúng không Ché? Bán tới mấy giờ thì mình nghỉ Ché? Cũng tùy bữa à, nhiều khi 3 giờ, nhiều khi 3 giờ mấy. Bữa chủ nhật hình như là gần 3 giờ đó. Ồ, chủ nhật là bán đông. Rồi bình thường á nhiều khi 4 giờ mấy. Dạ. Chậm lắm là 4 giờ mấy. Dạ. Ủa cái món này á Ché là của người Tiền hay người Quảng gì Ché? Người Quảng á, người Hải Phòng á, bánh Hải Phòng. Bánh Hải Phòng. Nói chung là mình học lại hả chứ hay là được truyền lại? Của má. Dạ. Má. Bây giờ bá lớn tuổi bá đâu có làm nổi đâu, bá truyền lại. Dạ. Chứ cũng cụ bá làm đó. Cái này như nó cũng giống như cái bánh đúc của người Việt đúng không chứ? Cái này cũng không có nước dừa thôi. Không có nước dừa, nó không có béo. Nó mặn. Dạ. Cái sửng này là bự quá trời luôn. Bao nhiêu ký bột vậy chứ? Cái này cũng cỡ 6 tấc á. 6 tấc. 6 tấc là bao nhiêu ký bột mình làm được cái sửng này? Bao nhiêu ký bột? Không nhớ nổi à. Tính lon không à? Tính lon. Nông lon không à? Ồ, là ngộ quá ta. Đây là trong đây là cái sửng khoai môn. Khoai môn. Đúng rồi, thấy có mình thấy có mấy cái hộp nè thấy không? Giờ mình chiếu qua bên này nè. Một ngày vậy Ché bán bao nhiêu sửng? này mấy xửng nè, cái này 2 xửng môn 2 xửng bột á, hồi đó thì bán ít lắm, hồi dạ. đó cỡ 2 xửng à, rồi chút là 3 xửng. Dạ giờ 4 xửng. Rồi giờ chắc là nhờ là Ché làm giùm một cái bột với cái khoai môn đi, hai là coi như 2 phần. Cái bột cái phần chung đúng không? Cái gì không để riêng cho dễ cho mọi người, bạn có thể xem mình dung. Mình thấy là có ăn với rau nữa, em mới thấy lần đầu. Hồi đó mà má bán đâu có rau đâu, người ta đòi quá thôi để làm rau mà cũng ngon lắm. Nếu ai không thích mình vẫn để riêng được đúng không chứ, mình khỏi bỏ vậy. Rau những cái rau salad nhiều. Hồi xưa mình có phải ăn nước mắm không chứ, hay mình dùng nước tương? Tại người Hoa thì thường ăn nước tương với giấm tiều. Không biết nữa, bây giờ má hồi đó làm là nước mắm. Dạ. Cũng có nhiều người ăn nước tương đó, nước tương bỏ ớt vô ăn ngon lắm. Biết ăn là ngon lắm. Đúng rồi. Nước mắm này có thơm nữa nè đúng không chứ? Không, tỏi đó. À tỏi hả? Tỏi cô đơn đó. Tỏi cô đơn. Tỏi cô đơn. Có đậu phộng nha. Ướp cho ớt lên. Thì chị ít ớt thôi. À, nước, cái này là có ớt luôn sẵn rồi. Còn ai rồi để làm thêm một cái phần khoai môn nữa nè. Một dĩa về bao nhiêu vậy Ché? 15.000. 15. Có người ăn 20.000 là chỉ lớn chút. Nói chung là giá bình thường là 15. Ai muốn ăn bao nhiêu thì mình bán thêm. Mang về cũng vậy luôn đúng không Ché? Ai muốn ăn chỉ 20 thì mình bán 20. Nhìn cái hành phi kìa. Cái lớp thịt bằm với hành phi là nó nằm chung với nhau. Như ở này một cái xửng là 3 lớp. Lớp bánh, lớp thịt bằm và lớp hành phi. Y chà, đạo quá. Đây là người nhà mình bán không hả Ché? Này là mấy ai Ché với lại... gì đó. Dạ gì. Ý là bên này là gì? Bên này là em. Như bằng em đúng không? Thôi kệ đó, ăn lát họ cho cái mỏ nó sưng lên, chạy ăn cay dở lắm. Kệ, không sao. Vì món ăn là mình phải ăn. Đây nè, đây là dĩa đẹp chưa? Vừa nhìn giống bánh cuốn hay bánh nước quá ha, có rau lên nè. Cảm ơn anh Ché. Ở đây Ché có bán nước nữa nè. Có uống coca là đấy chị xách xị. Uống xách xị. Ở đây có cái này hay em nè chị mọi người. Cho Gia góp cộng đứng, chủ cho Gia là người miền Nam. Ở bên đây là mượn trả góp không lấy phí. Nhưng mà yêu cầu là hộ khẩu. Ở bên đây thì lại cạnh tranh hơn là cho không giữ hộ khẩu với chứng minh. Đủ đó là tới 4-5 cái dáng lận. Trời ơi, cho vay mà cũng cạnh tranh dữ. Ok. Rồi. Tới giờ ăn rồi, ăn trưa với 2 dĩa bánh, 1 dĩa bánh khoai môn và 1 dĩa bánh bột sắn không. Giá của nó là nói tiếng Tàu là rất sập từng 15.000. 15.000 này vậy là cũng rất là nhiều nha mọi người. Bây giờ mình xem ha, đây là cái phần bột sắn, không phải là khoai môn. Đó, nhìn cũng giống bánh đúc quá chứ. Nước mắm được chan ngập. Điều đặc biệt là có thêm rau thì nó lại giống như bánh ướt, bánh cuốn. Đây là lớp thịt bằm. Đấy là dưới cái dưới cái hành phi là cái lớp thịt bằm, rồi tới lớp bột. Chỉ là ở dưới cái lớp bột là cái lớp mỡ. Nên là món này là không có ăn chay được nha mọi người ơi. Rồi khoai môn nè. Khoai môn mình nhìn rõ là có những cái chấm đen đen ha. Đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ mình ăn cái này trước, rồi trước khi ăn mình chia sẻ thêm ha. Thì hồi nãy Ché có nói là cái gì nước sướng Hải Phòng mà như tại Ché không có nhớ chính xác cái địa danh hay sao á. Nói chung Hải Phòng đây không phải là Hải Phòng ở ngoài miền Bắc, mà nó cũng dạng là Hải Phòng của người Hoa, một cái vùng của người Hoa, cái món này xuất xứ từ đó. Cái điều đầu tiên là mùi thơm của nước mắm rất là dịu, rồi Cái mùi của hành phi nó rất là quyến rũ luôn. Hấp cái mắm à. Rồi, mắm rồi. Mỏi rồi. Wow, có ớt cho nên cái hậu nó cay. Mắm này chế làm rất vừa nhưng mà nó sẽ có một cái tí xíu độ mặn, cho nên mà để mà húp như canh thì cũng chưa lẽ nên phải ăn kèm với mấy này. Thấy thật chưa? Mà nó mắm đậm đà lắm. Đây nè. Dữ. Rồi. Mùi đậm đà nồng nàn. Wow. Hành phi như có một chút xíu cải thì phải á. Có ruốc nữa nha. Ây trời. Nhìn đó, bạn nhìn cái lớp bánh nó có vẻ dày nhưng mà bỏ trong miệng á nó mềm, nó mịn chứ bánh thì phải mềm rồi. So với bánh nó cũng tương đồng với nhau nhưng mà cái bột này ngon quá. Nó một chút xíu là vừa giống bánh giò vừa giống bánh đúc của mình. Ớt của Ché cay quá. Đổi qua bên bánh khoai môn. Gà đá, đậu phộng, rau, hành phi, thịt bằm, đầy đủ luôn á miếng này. Đổ lên miếng bự á, hấp nước mắm. Để mà nếu mà ai mà không quen cái khoai môn á, các bạn có thể sẽ cảm thấy hơi ngán. Tại cái bần bột khoai môn này nè nó sẽ đặc hơn, nó đặc bột hơn một tí xíu và cái độ xơ á, chất xơ á từ cái bột khoai môn này nó ăn ra nhiều hơn so với cái bột sắn bên đây. Nhưng mà cái ăn cái này nó sẽ thơm hơn. Cái vị khoai môn á nó bùi hơn. Món này ăn chơi được nè, ăn xế cũng được, ăn qua bữa cũng được. Mà rẻ, có 15 ngàn. Quá trời luôn, ăn ở đây chưa hết nữa. Xấu không? Tới nãy mấy cái xưởng đó. Một dĩa này là như 4-5 cái xưởng đó. Một xưởng là nó miếng nó dày vậy đó. Dày hả? Cái này phải cắt phân nửa rồi đó. Nguyên miếng nè. Đó, nguyên miếng nè. Hồi nãy là 5 xưởng thì phải. To luôn. No. Dĩa này 15 ngàn đủ no. Giá là có bán nước nha. Cũng xách xị. Tức cũng xách xị. Ra. Quá rồi. thấy món bánh bột khoai môn ngày hôm nay như thế nào, hãy cho mình những bình luận ở phía dưới để mình chúng ta tương tác lẫn nhau nha. Thì với mình thì mình thấy món bánh bột ở đây á, thứ nhất là cái giá thành rất là rẻ, chỉ có 15.000 thôi một dĩa mà quá trời. Ăn về buổi trưa mà ai ở gần đây mà đói, mình quen cơm rồi, mình hãy ăn một cái dĩa này mình no được để qua được cái buổi trưa rất là hợp lý luôn. Và trong một cái phần dĩa vậy là chúng ta thấy không, nước mắm là chan ngập luôn. Để có một điều đó thì là cái nước mắm ở đây nó sẽ có thiên về một chút xíu cái hậu nó mặn một chút xíu, cho nên anh em để mà húp nhiều như canh đó, thì húp kèm với bánh đó, thì nó sẽ ngon hơn là nếu mà mình húp riêng. Ớt ở đây rất là cay nha, cho nên ai mà thích cay thì ớt ở đây rất là hợp lý luôn. Trong cái phần nhân hồi nãy á, những cái nhân hồi nãy á là có ruốc nữa nha, mà mình có lúc mình lộn mình qua cái hành phi, ăn tới gần cuối mình mới thấy được con ruốc. Tức là ruốc nó sẽ nó khô giòn nhai, mình nghe được rớp miệng. Và cái điều đặc biệt thứ hai nữa là ở đây có rau, ăn nó sẽ đỡ ngán hơn, có salad nè, giá nè, cho nên mà ai mà không thích ăn giá thì chắc là nên nếu mà lấy thì mình tách cái phần giá ra. Ở đây á, ngoài chỗ này thì mình thấy là trong cái hẻm này cũng có một số xe cũng bán bánh bột củ cải rồi bột khoai môn, nhưng mà ở đây thì mình thấy là cái không gian ở ngay chỗ này hẻm thì có chỗ ngồi cũng rất là thoải mái. Tuy là xe thì khu người Hoa họ ít chạy xe nhiều lắm, họ chạy ra chạy vô lâu lâu mới có thôi. Thì bạn nào mà chưa thử món này thì hãy đến đây thử nha, hy vọng là mọi người sẽ thích món này. Nhớ like, share cũng như là ấn subscribe để ủng hộ PM Food Travel phát triển hơn nữa. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nói với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip hấp dẫn kế tiếp.